Chào các bác. Công việc xe cộ này cũng không phải đơn giản các bác. Cũng vừa vui vừa mệt mà cũng vì tất cả đều phải cố gắng. Thì em với cả chú Mậu bây giờ lại lên đường với anh Cường nữa. Lúc cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ nhận được cuộc gọi là có một người anh em người gốc Thái Nguyên luôn, quê Thái Nguyên, lên trên Cao Bằng công tác làm ăn thôi. Mấy hôm nay có duyên Cao Bằng thế. Đấy, là bán còn nhà có đến 5-6 đầu xe khách cơ các bác ạ. Bán còn bán tải hay là Trinh Tông. Thì bây giờ em đang chờ bác Cường xuống thì để anh em đi mua. Đấy, lên Cao Bằng các bác nhá. Đây rồi, chạy con CRV các bác. Chạy con CRV. Hả? Dạ, anh còn đang buồn ngủ, mai buồn ngủ không? Trên xe này. Đây, các bác nhìn hậu trường này. Hậu trường nhá. Đấy, đây. Hậu trường Vlog của Việt Bắc Ca. Đấy, đây. Các bác nhìn đấy. Quay nó trên này như này. Đây máy quay hay máy quay nó chỉ thế này thôi các bác ạ. Đấy, đơn giản thế. Có một bác ấy bảo là xem chúng mày đi mà anh cứ tưởng là anh đang được ngồi ghế sau thì đây đang ngồi ghế sau đi cùng. Con này có spot màu vàng đẹp nhỉ. Màu cam. Cái gì từ đây lên Bắc Cạn á? Phải 70 cây. Đấy 58 cây gì. Thế phải 60 cây nữa. 70 cây. Đồi núi, toàn núi không. Khi đi qua thung lũng các bác ạ. Bóng đêm gửi bản chân này. Đẹp chưa? Đây cầu cạn, Mậu chú ý vào lái xe nhá. Còn các anh thuyết minh cái gì ở đây thì kệ nhá. Đường núi này các bác. Vàng đẹp quá em Hà, kính em quay cái đoạn cầu cạn này các bác xem này. Còn cách độ mười mấy km nữa là đến thành phố Bắc Cạn các bác ơi. Thì đây này, em cho các bác xem đây nhé. Đây là những cái nơi mà đầu nguồn sông Cầu nhé. Đây, sông Cầu bắt nguồn từ đây các bác ạ. Đấy, từ các cái suối nhỏ rồi ở trên Bắc Cạn này đi xuống này, qua Thái Nguyên. Rồi mới lại vòng vòng về Bắc Ninh. Bắc Ninh, Bắc gì đấy, sông Cầu. Đang trên đường chuẩn bị đến thành phố Bắc Cạn. Và em mình chúc tất cả các anh em ở trên kênh, các bác ở trên kênh đi du lịch một chuyến qua màn ảnh nhỏ cùng em thật vui vẻ và có một ngày tuyệt vời bên gia đình nhé. Cái vùng này người ta trồng mía các bác này, trồng khá là nhiều mía với ngô. Đây mía này, cái này cái xoan. Đây, có cái núi cao các bác. Đấy, thế mà người ta làm cái trạm phát sóng tít trên đỉnh núi nhá. Nhưng máy quay như này chắc các bác không nhìn thấy đâu. Tít trên đỉnh núi luôn. Rất cao, cái núi này rất cao. Đây các bác này. Con đường này là quốc lộ 3 này đang mở rộng rồi. Mở rộng từ đây lên tận Cao Bằng cơ. Dọc nói chung là chủ yếu là địa phận tỉnh Bắc Cạn. Anh em đang ngồi trên con CRV này, các bác nhìn nó rộng rãi này. Công nhận đi con này nó cũng có một cái sướng riêng. Rộng rãi, ngồi nó êm, nó thoáng, nó cao. Giá tiền lại hợp lý. Với cái tầm hơn loanh quanh 300 hơn một tí thì các bác chọn con gầm cao thì CRV nó cũng là một cái lựa chọn là đáng lưu tâm cho các bác. Con này nó lại 2 chấm tiết kiệm xăng các bác. Không như dòng 2.4. 2.4 thì nó sẽ hơi tốn kém hơn một tí nữa. Nhưng con CRV này thì cực kỳ tuyệt vời. Nhưng mà em nhìn đây, các bác nhìn trên cái bảng táp lô này. Trên cái bảng ấy thì em chỉ thấy là thiếu, gọi là thiếu cái đồng hồ màn Android nữa thôi nhỉ. Yeah. Màn Android nữa là tuyệt vời luôn. Các bác nhìn cái núi bên kia kìa. Toàn những cái cây cỏ lau với cả cây măng nhá. Cái cây măng rang ở trên núi rất là nhiều. Nếu như mà vào mùa măng ấy thì là đây này, nhìn nó mọc
song song này các bác này. Đấy, cây mọc thẳng thẳng ấy là cái cây măng giang. măng giang hoặc là măng vầu, không biết là các nơi khác là gọi là gì. Nhưng mà nó có một cái loại nó cực đắng các bác. Ở quê nhà em có, nó cực đắng, có nghĩa là nó măng nó lên rất nhiều nhưng mà nó đắng đến mức là đem về mà muốn nấu ăn là phải luộc, luộc mấy nước luôn, xong bắt đầu mới lại xào nấu cái gì đấy thì nó mới dịu đi, thì ăn nó rất là ngon. Chứ còn nếu mà nói nấu phát từ đầu ăn nó đắng lên, vô cùng đắng luôn, không thể ăn nổi, không thể ăn nổi. Đấy, đây này, những cái lá này, khu này là măng giang này. Nếu mà cái loại rừng này mà chẳng may mà bị cháy thì phải nói là lụi hết cái núi luôn, trơ đá luôn. Đấy, em thì sinh ra lớn lên ở vùng núi rồi, em biết được cái giống núi này. Khi mà nó bị cháy nhá là nó trắng toát cả cái núi này. Và khi mà nó mưa đấy, sau một trận mưa nữa, sau mấy tháng vài tháng sau nó trận mưa nữa thì nó sẽ đá nó sẽ lăn, nó kinh khủng khiếp luôn, đá nó sẽ lăn rất nguy hiểm. Không cần các hành trình, cái màn hình thì nó có chiều 3 nha. Đấy, và cái bơm đấy thì ngon, đưa lên chiều 3 nha. Anh em vẫn đang chinh chiến cho con CRV. Con CRV thì đã lắp toàn bộ cam lề, cam lùi, rồi là lắp áp suất lốp, rồi là cả cái hắt kính, cái hắt để mà nó soi cái tốc độ lên trên kính các bạn, nhìn hay phết. Đang đi qua đoạn đường tránh thành phố Bắc Cạn các bạn, để đi thẳng lên thành phố Cao Bằng luôn. Đấy, nếu mà mình rẽ vào đây là sẽ vào trung tâm thành phố Bắc Cạn. Gửi lại cái hợp đồng đấy mà. À. Đây, thành phố Bắc Cạn này. Thì phải thế, phải gửi thế. Các bác ơi, em cao 1m8 này, ngồi CRV này, giờ chân vẫn cứ một khoảng nó thoải mái bằng cái iPhone luôn này. Đấy. Đi 200 km, đi từ Thái Nguyên lên 2 giờ, bây giờ là 4 giờ mới lên đến Bắc Cạn. Đi qua Bắc Cạn được khoảng 20 cây rồi, dự kiến 8 giờ tối mới đến nơi các bác ạ. 200 cây mà đi 6 tiếng được không? Đấy, đường đèo đường núi các bác ạ, vất vả lắm. Xác định tối nay là ngủ Cao Bằng luôn, sáng mai đi về. Đang qua cái đoạn Phổ Thông Bắc Cạn các bác nhé. Thì em cũng có một cái lưu ý cho các bác ở đây. Thì ở trên này thì các về vấn đề về chạy quá tốc độ quy định ấy, là khu này làm rất là căng, phải nói là rất là căng, thường xuyên liên tục. Nên các bác đi thì nhớ giữ gìn tốc độ, chân ga nhẹ nhàng giúp em, không là dễ dàng bị ăn phạt thôi, cũng không vấn đề gì cả nhé. Góp tí gọi là công sức để xây dựng nhà đất nước cũng tốt. Lại bắt đầu cung đường quen thuộc. Được không, vừa được em. Hôm nay chưa vượt. À đấy, nó cho vượt rồi. Lại bắt đầu cung đường quen thuộc của màn ảnh nhỏ từ mấy ngày hôm nay các bác nhỉ. Đấy, bắt đầu là còn 98 km, nó bắt đầu vượt qua bốn cái đèo. Đấy, đầu tiên là đèo này là đèo Giàng. Đấy, đèo Gió, rồi là đèo Cao Bắc, đèo Xìn thì mới đến Cao Bằng các bác. Đã cao là còn bằng, Thái vẫn còn nguyên thế này đây. Đây là đường đi đèo Giàng. Đây các bác nhìn cái khúc cua này. Đấy, ở bên này có cái tượng đài hay là cái gì đây? Cái bức gì đây? CRV đây. Đỉnh đèo Giàng. Kính chào quý khách. Chúc quý khách thường lộ bình an. Ok. Đây. CRV. BT đẹp quá các bác này. Hiện tại là đã chuẩn bị tối rồi các bác ạ, bây giờ mới chuẩn bị lên tiếp đèo nữa. Chắc có lẽ là kiểu này lại phải đến, như các bác xem trên màn hình này thì nó còn hơi sáng này, nhưng mà thực tế là bên ngoài nó tối lắm rồi, chuẩn bị là không nhìn thấy gì rồi. Thì em xin phép là
đến đấy rồi đến cái chỗ xe quay cái tí rồi chắc chắn hôm nay ngủ Cao Bằng, mai mới về, thì sáng sớm mai em quay tiếp về chi tiết con xe cho các bác. Nếu mà ngon thì sẽ mua được, mà không ngon thì sẽ không mua. Ôi giời, các bác ơi, 7 giờ qua 10 phút mới đến thành phố Cao Bằng. Bây giờ là phải vào ăn cơm cái đã. Đói rồi, vất vả thật đấy. Đi mấy tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ mới lên đây các bác. Em cơm nước quá đã. Xe đây các bác, khoang máy đây, cabo, zin. Tắt đèn tí hết điện đi anh ạ. Bỏ tắt cái bóng đèn đèn pha đi anh ơi. Tắt bóng đèn pha tí hết điện. Cabo bên này, zin, ốc tai, zin, máy móc sáng, máy này còn zin nguyên bản chưa, chưa gì, ABS, ABS, zin. Chỉ cabo bên. Tối quá các bác ơi. Tối này xem này hơi khó chịu đấy. Ngày mai là em quay chi tiết thôi. Xe thì về cơ bản không bị đâm đụng. Ông này, ông anh này là anh em làm máy tính với nhau từ xưa rồi. Bây giờ lên đây, nhà đây, nhà kia kìa. Nhà có hàng mấy đầu. Anh bây giờ còn mấy đầu xe khách nữa anh? Hơn chục cái nữa. Hơn chục cái đầu xe khách nữa. Đại ra rồi. Lại mua xe khách không? Đấy, bác nào ở trên kênh mua xe khách thì liên hệ với em nhé. Xe khách. Cái này để xem bằng ngày mới nhìn rõ rồi. Anh Cường xem đằng turbo. Turbo xem rồi. Nạp khí bên này này. Ừ. Bên đằng này này. Tháng 7 2022. Keo chỉ. Keo chỉ. Nói chung là xem cái xe ông này chẳng qua là cố gắng quay để cho các bác thấy được là bọn em đi xem xe thôi. Chứ còn anh em là chơi với nhau từ lâu rồi, chục năm nay rồi, làm máy tính. Bây giờ ông ấy làm xe, làm xe khách các bác, đi Quảng Ninh với các thứ, Cao Bằng, Hà Nội cái gì đấy nhiều lắm. Còn mấy con xe là 16 thì chơi chỗ này phải bán. Còn chục đầu xe. Lắp 3-6-10 rồi. Cam hành trình các kiểu. Bố nó nhòm á, nhòm kính cái thứ gì. Chục đầu xe các bác. Chục đầu xe khách nữa, nhưng mà Covid vất vả với anh em rồi. Bây giờ khách khứa là xe khách cũng khó hơn. Máy này. Máy Cozon. Bi này các bác này, lồi ra luôn này. Hai quả đèn. Đây gầm này. Gầm.
cúi mệt quá các bác. Vừa ăn cơm. Lốp sau này có cái lốp bên kia là hơi đuối tí. Lốp phụ kia các bác. Lốp phụ vẫn còn đẹp. Lốp phụ. Gầm. Tối quá, mai em quay thôi. Tối không nhìn được. Các bác, như vậy là chốt mua rồi. Xe này thì đang ông mẫu ông ấy đang ghi, em mẫu em đang ghi cái thủ tục mua bán, giấy mua bán. Đấy. Còn anh chủ xe thì đang dọn dẹp nốt các cái quân tư trang để chuẩn bị chia tay em nó. Ngày mai thì em lại có cái lịch là mua một cái bán tải nữa, đi xem thôi, chưa biết là mua được hay không. Một cái bán tải của cái anh bạn thằng mẫu, bạn thằng chú em mẫu ở đây. Đấy, con đấy là đời 2004, giá rẻ các bác nhá, giá hợp lý. Thì tối nay sẽ ngủ Cao Bằng và sáng mai xem tiếp để mua tiếp. Nếu mà may mắn xe ok thì em sẽ mua. Đấy, đây. Bác chủ bác xách đồ. Xách đồ đi về. Ok. CRV đây các bác. Buổi sáng Cao Bằng đẹp đấy. Trời xanh ngắt này. Đấy, tình hình là anh em chuẩn bị chia tay hai ngả. Em sẽ đi cái đường về Lạng Sơn. Còn lại Bắc Cường thì sẽ về Thái Nguyên, đi đường Bắc Cạn về Thái Nguyên. Còn em sẽ đi cùng với chú Mậu sẽ đi về đường Lạng Sơn, sẽ sang Lạng Sơn xong rồi về quê. Thì tối hôm qua lại nhận được lời mời cỗ bác, chú bác ở trong họ thì lại cỗ vào nhà mới, đâm ra anh em lại phải về cỗ bàn. Sáng ngày mai mới lại xuống Thái Nguyên sớm. Thì anh Cường sẽ bán con bán tải kia về. Đấy, hôm qua mới mua đấy, 2017 các bác nhé. Số tự động. Thì em sẽ bán con CRV này đi về. Và ngày mai anh em lại gặp nhau. Bác nào mà kết bán tải thì liên hệ nhé. Con này số tự động một cầu, sản xuất năm 2017. Okay, xe mua chính chủ. Giờ đi làm hai hướng nhé. Rồi, ok. Đây là trung tâm quảng trường chính của thành phố Cao Bằng này các bác này. Tượng đài Hồ Chí Minh này. Anh em 11 Cao Bằng, anh em về Bắc Kha xin chào nhá. Trong các khu này là cái phố chính các bạn. Bây giờ thì thành phố Cao Bằng đã mở rộng ra rất là nhiều rồi. Tường to đẹp. Đấy, nhưng mà khu này là khu chính. Gọi là khu chính trung tâm từ ngày xưa. Trên Cao Bằng này thì có cái nhà cái bác vàng kim tín này. Phải nói là quảng cáo mạnh thật đấy. To, chắc là có lẽ là vàng này to nhất Cao Bằng mất. Phố Thầu các bác. Phố Thầu à? Tên là Phố Thầu. Phố Thầu này là con phố sầm uất nhất tỉnh Cao Bằng. Lung linh nhất, huyền ảo nhất, đẹp nhất. Ngay cạnh bên này là bờ sông Bằng Giang. Khu này rất nhiều cà phê, rồi là nhà hàng, khách sạn. Rất nhiều thứ. Anh em mình là đang ở huyện Thạch An. Đường cực kỳ ngoằn ngoèo các bác ơi. Quốc lộ 4 đi sang Lạng Sơn. Đường toàn núi không, cực kỳ ngoằn ngoèo. Phải nói là cực kỳ ngoằn ngoèo. Và rộng chứ. Ở đây là khu vực Đông Khê. Tí nữa sẽ đến cái bia chiến thắng Đông Khê. Thì ngày xưa Đông Khê là chiến thắng cái trận Đông Khê là đấu nhau với Pháp các bác ạ. Như lịch sử anh em mình học ấy. Đi đến đây rồi mới biết rằng là đường nó quá khó khăn. Hôm nọ em cũng đi sang mua con Navara, đi qua đường này sang, hôm nay đi ngược lại. Có cái nhà sàn đẹp chưa? Có nhà sàn đẹp cực. Ở khu vực này đây Lạng Sơn còn cách 90 km nữa các bác. Cách Lạng Sơn 90 km. Đường khó khăn nhưng mà bây giờ là đã được nâng cấp lên rất nhiều rồi. Nhà nước đầu tư cũng rất là nhiều, đường đi ngon đẹp. Nói chung là đi du lịch như này là tuyệt vời. Ở đâu ở miền đồng bằng có cái đẹp riêng, miền núi có cái đẹp riêng. Đây,
cách ly huyện Thạch An này. Thạch An này đang bị dịch các bác ạ. Ban nãy thấy các bà con đang đến các cái trung tâm y tế xã để xét nghiệm sàng lọc rất là lớn, rất nhiều dân. Lại nói về Đông Khê thì ngày xưa khó khăn như thế, thời năm 1947, thế mà các cụ là kéo nhau, kéo đồ chơi lên đây để giao chiến với giặc Pháp được, thì cũng các cụ là quá là tài tình, quá là tuyệt vời. Đấy, bây giờ sửa chữa điện gì đây, phải nói là thời các cụ quá khó khăn gian khổ. Có con ghét này các bạn này, ghét này. Đây, điểm di tích lịch sử chiến thắng Đông Khê còn hai cây này, điểm cao 447. Không những Đông Khê đâu các bạn, năm 47 rồi năm 79 lại chống Tàu phát nữa. 2 km nữa đến cái chỗ khu di tích chiến thắng Đông Khê. Đây các bác, con đường chốt kiểm dịch, vừa qua cái chốt kiểm dịch của Thạch An rồi, bây giờ chuẩn bị sẽ sang chốt kiểm dịch của Lạng Sơn, sẽ vào huyện Tràng Định, Lạng Sơn, thị trấn Thất Khê, qua Đông Khê rồi các bác ạ. Mới đang nói này, đường xá toàn núi này mà ngày xưa các cụ ra kéo quân kéo cánh lên đây quánh nhau tan tành với bọn Tây, bọn Tàu, quá là khủng khiếp, quá pro. Con cháu giờ được nhờ, tuyệt vời. Đã hết cái huyện Thạch An và bây giờ là vào huyện Tràng Định của Lạng Sơn. Ôi trời, thành phố Lạng Sơn chuẩn bị là qua rồi các bác ạ. 195 ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. Tỉnh Lạng Sơn đã thành lập được 190 năm rồi các bác ơi. Em người Lạng Sơn mà em không biết điều này luôn. Thực sự là không biết. Thành lập được 190 năm rồi cả. Gần 2 thế kỷ rồi. Nhanh nhỉ. Đây, bây giờ sẽ phải vào đây để soát dịch nha các bác nhé. Khai báo y tế. Bác nhìn cái vách đá này, treo leo luôn. Đây, đây có cái bia tưởng niệm hôm nọ quay rồi này. Vách đá này, tuyền đá luôn. Đèo này gọi là đèo bông lau, nhiều cây lau thật các bác, gọi là đèo bông lau. Đây ông nhỏ hôm nọ với bác Cường dừng ở đây để quay cửa nhíp cho các bác này. Đây, nhiều bông lau nhỉ, nhiều cây lau sậy. Này đang giáp biên giới rồi các bác, đi một tí nữa 7-8 cây nữa là sang biên giới, đến biên giới. Dừng chân tại đèo Bông Lau các bác. Có lẽ là rất nhiều cây lau ở đây thì gọi là bông lau đây. Rất nhiều cây bông nó trổ, đang trổ hoa này. Cùng với em CRV đang ở trên đèo Bông Lau. Thì cái đèo này rất là đặc biệt các bác này. Ở đây là có một cái bia di tích chiến thắng này. Di tích chiến thắng Khuổi Sao Bông Lau này. Ngày 30 tháng 10 1947, tiểu đoàn 249 này. Em để như này các bác đọc được không nhỉ? Trung đoàn bộ đội chủ lực Lạng Sơn và đại đội địa phương huyện Tràng Định phục kích đánh đoàn xe vận tải của thực dân Pháp này. Tiếp tế phương tiện chiến tranh cho các cứ điểm trên đường 4. Quân ta phá hủy 27 xe cơ giới, diệt 94 lính Âu Phi, 55 lính ngụy, bắt 101 tên, thu toàn bộ vũ khí quân tư trang của địch. Đây là một trận đánh hiệp đồng tập trung tiêu diệt sinh lực địch, góp phần đánh bại cuộc tiến công lên Việt Bắc thu đông năm 1947 của thực dân Pháp.
quá là tuyệt vời các bác. Chiến dịch Đông Khê đấy, trên cái đường này, trên đường này các cụ ánh là đúng rồi. Này là quá là hiểm trở. Mình đang đi trên giữa quả núi các bác nhá. Ở bên dưới này vẫn là vực này. Đấy, có suối này. Dưới là vực, bên kia là núi tiếp này. Đây, đường này đang được nâng cấp. Rất nhiều xe từ Cao Bằng qua lại, giao thương hai bên. Đi CRV này tuyệt vời các bác. Con CRV này đi, phải nói đi đường đèo, đường núi này quả là quá là chất luôn. Đi đường cao tốc nó vững chắc, quá hay. Dừng lại đây vào nhà hàng này xem là ăn uống các thứ đấy các bác. Đây, có cả bia không cồn này. Để cho bác nào mà kết thì ấy. Đây. Đây rồi các bác, sau 10 phút chờ đợi thì đã có các món lên rồi. Chủ nhà hàng là còn rất nhiều các cái đồ gỗ này. Đây, món này là lợn rừng xào xả ớt này. Đây là các loại nước chấm này. Đấy, ăn với cả rau xào. Hôm nay có cành khoai nữa với cơm thôi. Đấy, anh em, hai anh em chỉ ăn như thế đó. Đoạn đường này các bác này, các bác nhìn thấy cái vách đá bên trên dựng đứng không? Vách đá bên trên dựng đứng. Đây này, đây là sông Kỳ Cùng này các bác này. Sông Kỳ Cùng này nó lại chảy ngược nhá. Nó lại chảy ngược về Trung Quốc. Con sông này rất là lạ đây, các bác nhìn này, nó lại chảy ngược lại, hướng ngược lại. Vách đá này. Chuẩn bị là bây giờ đến thị trấn Na Sầm. Còn cách nhà em khoảng tầm 100 km nữa các bác. Có quả nhà ngay dưới vách này một này. Ghê nhỉ. Đây này, có nhà ngay dưới vách núi này. Cầu Na Sầm đây à? Thị trấn Na Sầm. Đây các bác, có cái ngã ba đây này. Camera hai quả to đùng này. Đây là đường này đi vào Tân Thanh nhé. Đi vào đây 4 km nữa là đến cửa khẩu Tân Thanh các bác. Còn đi hướng này là hướng ra Đồng Đăng, Lạng Sơn. Và em sẽ đi về quốc lộ 1B. Các bác nào mà đi buôn thì chắc chắn là đã từng đến Tân Thanh một lần rồi. Đấy. Như vậy là anh em mình đã di chuyển đến cầu Khánh Khê các bác. Di chuyển đến cầu Khánh Khê rồi. Chuẩn bị đến cái chỗ lợn quay. Đây, làm cái thủy điện nhỏ nhỏ này. Huyện Văn Quan này. Cách nhà em khoảng 60 km nữa là đến. Đây, chỗ này là hay quay lợn này. Tầm này thì người ta chưa bán nhiều. Bán buổi sáng thôi. Đây, 1-2 con. Đấy. Đây. Nhưng mà bây giờ lại đến buổi chiều đi nó mới có nhiều. Giờ này người ta cơm nước xong hết rồi. Đang ở trên đỉnh đèo Lùng Pa các bác ạ. Dốc Lùng Pa. Cảnh đẹp, rất là đẹp. Còn cách Thái Nguyên 124 cây nữa. Và cách quê nhà em khoảng 50 km nữa. Thì có lẽ là em cũng xin phép kết thúc video ở đây. Vì là cũng khá là dài rồi. Xin rất cảm ơn các bác đã động viên ủng hộ, cũng như là theo dõi clip, ủng hộ cho anh em Việt Bắc Kha. Ban nãy em mới lại thấy có một bác comment là có một kênh ô tô cũ Việt Bắc hay phát thì có phải kênh của bọn em không? Thì em xin phép nói là không nhé. Ở đây thì kênh Việt Bắc chỉ có duy nhất là kênh Việt Bắc Auto và kênh Việt Bắc Kha, thì có hai kênh này. Và thường thì sẽ có em với bác Cường là sẽ lên video, chứ còn ngoài ra là không có ai cả. Đấy, chỉ có hai anh em thôi. Còn các kênh khác thì có thể là trùng tên hay là kiểu giống hao hao hay như nào đấy thì em không rõ. Nhưng mà chỉ duy nhất kênh này thôi nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Thì ngày mai em sẽ quay cho các bác chi tiết lên hình cái con
trích tông để cho nó rửa ráy sạch sẽ rồi em quay cho các bác cho nó kỹ càng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.